Vâng, em Giang nay lại quay trở lại giới thiệu cho các bác cái dòng khò ga nhé. Khò ga mini này, đấy. Các bác quan sát này, hàng nhà em là hàng, em nhập hàng loại 1 nhá. Đấy, các bác dùng thì các bác yên tâm. Cái khò ga này, đây là hàng, khi các bác nhận hàng này, đấy. Hàng này các bác mua về là cái khò ga này nhà em là dùng để đánh lửa luôn. Không không các bác không phải mồi lửa nữa, rất là bền này. Nõi thì nõi đồng này, chịu nhiệt cao này, đấy. Còn ngoài là bằng thép chống rỉ này, đấy. Hàng này hàng nhựa cao cấp này, nhựa ABS này, rất là bền. Khi mà mua về thì các mình chỉ cần nắp bình ga vào đây và xoáy để mở bình ga là xong này, và bấm công tắc là xong này, đánh lửa liền này, không còn phải mồi lửa hay gì cả, dùng rất an toàn. Cái này thứ nhất là dùng cho những anh em mà mồi than củi nướng, hoặc là mình cái này dùng để thui thịt các thứ đấy, các bác bán thịt chó hoặc là bán thịt lợn cái thứ, cái này rất là tiện lợi, phục vụ để mình thui thịt, thui chân giò, thui móng giò luôn, rất tiện lợi. Kể cả gia đình nhà mình mỗi người lên sắm một cái, khi mà ví dụ mình có làm cái món giả cầy ấy, để mình chỉ cần bật lên là thui là chân giò vàng ươm sạch sẽ, không bụi bặm nhá. Đấy, anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ với em Giang qua số điện thoại trên màn hình. Đấy, giá thì em bán thì em công khai giá luôn. Giá của em là bán 120.000 một cái bao ship nhá. Đấy, anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nhá.